kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng 11 tháng 3 năm 2020. Tôi đang đứng ở đây là xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa. Ở đây là mặt tiền đường Hưng Lộ 2 đây. Mặt tiền đường Hưng Lộ 2. Còn phía đối diện đây chính là dự án Lan Anh 4. Dự án Lan Anh 4. Tức là ngay với lại đường Võ Văn Kiệt. Ngay đường Võ Văn Kiệt đi vào. Võ Văn Kiệt đi thẳng xuống Hưng Lộ 2 là rẽ tay phải quý vị nhé. Rẽ tay phải. Đây cho quý vị biết được. Đây Hưng Lan Anh 4 đây. Đây là cái cổng của cái dự án đây. Đây cổng dự án Lan Anh 4 đây. Đó. Cổng dự án Lan Anh 4 đây nhé. Tổ 11 ấp Nam xã Hòa Long. Đây. Đó. Thì giới thiệu với quý vị một nô đất chéo chéo với lại cái cổng của Lan Anh đây. Đây đi qua đây một đoạn. Đó. Đi qua đây một đoạn thì là có một nô đất mặt tiền đường Hưng Lộ 2 này. Đây, đang chào giá là 2 tỷ 650. Diện tích là chiều ngang 6m, nở hậu 9m, chiều sâu 28m. Thì tổng diện tích là 203m2. Trong đó có 80m đất ở quý vị nhá. 80m đất ở. Thì đây là giá 2 tỷ 650. Cái vị trí của nó là đây. Đấy ngay cái con hẻm người ta đi ra bỏ 5m. Bỏ 5m thì là đến nô của mình. Đấy. Đây có con hẻm này. Con hẻm thì bỏ 5m đến đây, 5m đến đây. Thì là lô đất của mình là ngang 6m. Lở hậu vào trong kia là 9m. Sâu 28m. Có 80m đất ở, tổng diện tích là 203m2. Thì giá là 2 tỷ 650. Ở phía này là dự án hết này. Ở cách xa, phía dưới kia là bệnh viện. Bệnh viện mới. Đây là đường vào dự án đấy. Đây, các cái khu dự án bên trong. Thế thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây thì alo cho tôi nhé. Đây là bệnh viện mới Bà Rịa đấy. Ở đây ra là nhìn thấy cách bệnh viện khoảng cây số đấy. Rất là gần. Cái đây nô đất của mình đây. Cách con hẻm này là 5m. Đấy, phía đối diện cũng là các cái đất dự án người ta phân nô ra hết à. Mặt tiền Hưng Lộ 2 quý vị nhá. Vậy quý vị nào có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.